Thiệt, vô mảnh rồi. Công anh bên nước ngoài về, ông lì xì cho 100 đô nè. Đang quay chương trình, quay xong mình đi uống sinh tố lú mặt nghe. Ừ. Vậy đi nghe, đi đi đổ tiền trước cái đã. Vậy nghe, ừ bye bye. Quá đà. Ủa, dạ chào anh. Ờ, nghe nói Nghĩa muốn đổi cái tiền đô ra tiền Việt để đi nhậu hả? Ai nói em nhậu gì? Không có, em đâu có biết nhậu đâu anh. Em tính ghé ngân hàng hay là chỗ thu đổi ngoại tệ. Hoặc là không có thôi em ghé tiệm vàng đổi. Ờ, không được đâu. Mình có thể ghé những cái điểm nào mà nó nhà nước cho phép, có giấy phép. Chứ mà ghé chỗ nào đổi cũng được, như vậy là không được, không phù hợp pháp luật. Không phù hợp pháp luật hả ta? Ờ ha. Anh nói em mới nhớ, tức là mấy bữa nay em thấy trên báo là có đăng cái thông tin là đổi tiền đô, tiền vàng là bị phạt mấy chục triệu gì luôn á, đúng không anh? Đúng rồi. Chà, nếu như vậy thì có lẽ là sẽ nhờ anh luôn, nhờ anh luôn chia sẻ với em cũng như chia sẻ với quý vị khán giả về cái việc này, để cho những người nào mà còn mù mờ, không hiểu giống như em á, thì sẽ hiểu rõ hơn về cái chuyện này nha. Và thưa quý vị khán giả, với chuyên mục Ghế Nóng ngày hôm nay thì nhân tiện có anh Nguyễn Kiều Hưng là luật sư ở hãng luật Giải Phóng, cho nên là sẵn tiện nhờ anh chia sẻ với chúng ta về cái chủ đề là đổi tiền đô ở tiệm vàng như thế là có vi phạm pháp luật hay không. Dạ, vậy là có vi phạm hả anh? À, nếu mà Đại Nghĩa không có tin á thì mời Đại Nghĩa xem cái clip. Dạ. Những ngày qua, dư luận đang xôn xao trước thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Cà Rê, ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với số tiền 90 triệu đồng về hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Theo đó, anh Ray bị bắt quả tang khi đang đổi 100 đô la Mỹ tại một tiệm vàng ở quận Ninh Kiều, và tiệm vàng này không có giấy phép được thu đổi ngoại tệ. Trước thông tin này, nhiều người phản ứng vì việc người dân đi đổi ngoại tệ với số lượng nhỏ tại các tiệm vàng đã diễn ra rất phổ biến, và hầu hết mọi người đều không biết là các tiệm vàng này có hay không có giấy phép được tổ chức thu đổi ngoại tệ. Ôi, trời ơi, hú hồn luôn đó. Bây giờ thì em mới hiểu rõ hơn về cái thông tin bữa giờ mà lan truyền cũng trên mạng. Em cũng không có thời gian đọc nhiều, chỉ nghe mang máng ta nói là hình như có cái ông nào ở dưới Cần Thơ rồi cầm 100 đô vô trong tiệm vàng đổi, xong cuối cùng bị phạt hết 90 triệu. Trời đất ơi, đổi 100 đô cùng lắm được 2 triệu mấy, mà bị phạt hết 90 triệu. Hên quá là em chưa có làm cái chuyện đó. Dạ, vậy thì bây giờ em xin anh có thể nói rõ hơn cho em biết là cái việc mà đổi tiền đô ở trong tiệm vàng như vậy á, là có đúng với quy định của pháp luật hay không ạ? Hiện nay thì nhà nước chỉ cấp phép cho những cái đơn vị nào là có cái giấy phép và được cái ngân hàng nhà nước là cấp cái giấy phép để thu đổi ngoại tệ. Thì thường thường thì chỉ có cái hệ thống ngân hàng nhà nước, mình vào ngân hàng mình đổi là chắc nhất là nó có cái giấy phép đó. Còn đối với các cái đơn vị mà tư nhân ở bên ngoài á, thì cũng đương nhiên là nếu mà một cái tiệm vàng nào đó đủ điều kiện thì nhà nước vẫn cấp. Nhưng mà cái số lượng đó thì nó rất là hạn chế. Rất là hạn chế. Cho nên có nghĩa là nhìn ở mắt thường thì người dân rất là khó biết được là cái tiệm nào nó có giấy phép hay không có giấy phép. Không lẽ giờ mình vô tiệm vàng hay một cái chỗ nào thu đổi ngoại tệ, mình phải kêu người ta trình cái giấy phép cho mình coi rồi mình mới đổi được sao anh? Cái đó thì em thấy nó không hợp lý lắm luôn á. Đúng, cái đó thì nó hơi bất cập. Trình độ người dân á, thì không phải là ai cũng hiểu biết pháp luật đầy đủ. Và cái vấn đề một cái ngoại tệ, đặc biệt là tiền đô, thì không phải là cái phương tiện thanh toán mà phổ biến và cũng như là phương tiện phù hợp pháp luật. Nhiều khi là người ta nhờ người quen biết nào đó, người ta cho cái tờ, rồi người ta cứ nghĩ là trong đầu người ta hình dung là cứ đến cái tiệm vàng là đổi được. Dạ đúng rồi. Chứ người ta không thể nào mà hình dung hay biết được cái tiệm vàng đó nó có giấy phép hay không. Dạ. Ủa anh, nhưng mà nếu như mà bây giờ đổi 100 đô bị phạm nè, vậy em đổi 50 đô thì có phạm pháp không anh? Tức là bao nhiêu thì mới gọi là bắt đầu bị gọi là phạm pháp luật? Theo cái quy định của pháp luật á, thì 1 đô nó cũng giống như 100 đô, nó cũng giống như là 10.000 đô. Mà cái mức phạt nó cũng như nhau, thì đó là một cái sự rất là bất hợp lý hiện nay theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đổi 1 đô mà nó bị phạt giống như 100 đô, 1.000 đô thì nó vô lý quá. Pháp luật thì không quy định mức tối đa, mức tối thiểu, mà chỉ quy định cái mức phạt nó như vậy thôi. Là nếu như bây giờ mình dùng tiền đô để mình đổi ở tiệm vàng là phạm pháp nè. Vậy chứ bây giờ nếu như không đổi mà người ta dùng tiền đô để người ta mua bán, người ta trao đổi hàng hóa đó, thì cái điều đó có vi phạm pháp luật không anh? Cái pháp luật quy định hiện nay là cái phương tiện thanh toán ở là trên cái lãnh thổ Việt Nam nó phải là bằng tiền Việt.
Nó trừ một số cái đối tượng mà nhà nước cho phép thôi. Mà cái đối tượng đó nó có liên quan tới cái việc mà xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, nó có yếu tố nước ngoài trong đó. Còn đối với người dân thì đi giao dịch mua hàng hóa trong nước, kể từ những quán ăn cho đến mua những cái siêu thị thì phải thanh toán bằng tiền mặt. Kể cả những cái nơi đó mà nếu anh có niêm yết bằng ngoại tệ thì cái đó là điều phạm pháp. Dạ, tại vì em thấy thực ra cũng có nhiều cái chỗ người ta bán hàng á, người ta cũng không có niêm yết giá tiền Việt. Người ta niêm yết cái món hàng này là bao nhiêu đô. Đặc biệt em thấy ví dụ như trong những cái cửa hàng mà sang trọng á, những cái shop mà sang trọng á, nhiều khi người ta cũng để giá tiền đô không đó. Ví dụ cái ví này là 400 đô, cái gì đặt kia là 500 đô, đôi giày kia 1000 đô. Như vậy là cũng bị vi phạm pháp luật sao? Cái đó là vi phạm về quy định về niêm yết đó. Niêm yết về người ngoại tệ. Còn nếu mà trong trường hợp anh không niêm yết mà người ta đưa tiền đô ra mà anh vẫn thối lại cho người ta thì anh vẫn vi phạm về cái gọi là không phải thu đổi ngoại tệ, nhưng mà đó cũng là vi phạm về niêm yết giá bằng ngoại tệ. Tức là anh đưa hàng cho người ta, người ta mua hàng của anh mà anh lại chấp nhận cái tiền thanh toán là tiền đô. Đấy là tiền ngoại tệ thì đó cũng là vi phạm. Đúng là nó có nhiều cái điều trong luật á mà không phải ai cũng biết hết trơn anh ơi. Ngay cả bản thân đây nè, em nè, thấy không, cũng còn mù mờ. Xem chút cầm tờ 100 đô vô trong tiệm vàng đổi rồi thì bây giờ nói làm sao những cái người nông dân hoặc là những cái người dân lao động lâu lâu họ có được một cái số tiền đô nào đó, họ làm sao mà họ biết được rằng là có cái quy định như thế của pháp luật. Nhưng mà rồi nếu như vậy mình phạt họ đó thì có tội họ quá không anh? Cái đó rõ ràng rồi, đây không phải là ngẫu nhiên mà dư luận cho đến các cái phương tiện truyền thông, kể cả báo chí, người ta cũng rất là đồng thuận với cái việc là phạt như vậy là nó không hợp lý. Thậm chí là tôi mới đọc báo sáng nay là cũng có một số đại biểu quốc hội là người ta cũng lên tiếng như vậy. Người ta nói người nông dân, người dân bình thường người ta đi đổi 100 đô mà đi phạt 90 triệu thì rõ ràng á, một á thì anh cái quy định pháp luật, một là anh phạt sai, mà hai là cái quy định pháp luật nó có vấn đề. Mà nếu là có vấn đề thì cũng phải sửa. Thì ở đây vấn đề ở đây ta nói là người ta theo cái ngôn ngữ mà thông thường á, là cái pháp luật có thể quy định là mua bán ngoại tệ, tức là có mua có bán thì mới phạt. Nhưng mà rõ ràng ở đây là người dân người ta chỉ đi đổi thôi, ta đổi cái đồng tiền đô, ta lấy lại tiền Việt, người ta xài, cái đó là sự trao đổi, đổi từ tiền đô thành tiền Việt. Cái ngôn ngữ đó là nó cũng là cái ngôn ngữ dân giả thuần túy trong dân gian, nhưng mà mình lại quy người ta vào cái hành vi đó là mua bán thì đấy nó cũng không hợp lý lắm. Ví dụ như em vậy, em có tầng 100 đô này muốn đổi thì giờ sao anh, phải vô ngân hàng mình phải nhìn. Nếu mà đối với người dân á thì mình phải đi mình nhìn, nếu như cái tiệm nào thường thường mà người ta có cái chức năng mà thu đổi, người ta sẽ niêm yết cái bảng đó, người ta được để cái bảng là nơi thu đổi ngoại tệ. Là ví dụ như bây giờ cái tiệm vàng nó có thì người ta sẽ có để cái bảng nó lên. Còn hầu như tất cả các ngân hàng đều giao dịch đều có cái đó. Nhưng mà người dân ta rất là ngại. Ví dụ như đổi có 10 đô, 50 đô hay 100 đô mà bước một cái ngân hàng phải giữ xe rồi phải này nọ. Rồi vô đó là thủ tục tới nghiên cứu tới tìm hiểu là phải kê khai. Tức là phải viết ra một cái mẫu kê khai, điền vào một cái mẫu thông tin có sẵn rồi mới cái đó mới đổi được. Thì cái đó nó rất là phiền phức. Ngại những người Việt Kiều á, Việt Kiều về thăm quê hương, về thăm bà con á, chứ không phải là cái mục đích là du lịch, cho nên là vừa đến Việt Nam không có phải là nghĩ đến cái chuyện là đi đổi tiền liền. Đúng rồi. Về nhà trước đã thăm bà con này kia xong rồi ở đó đưa tiền ra nè, thôi giờ đi đổi giùm đi. Đó, hoặc là tự họ đi đổi để họ có tiền Việt để họ chi xài. Nhưng mà nếu như họ không hiểu rõ cái pháp luật thì họ cũng sẽ vi phạm và họ cũng sẽ bị phạt như công dân Việt Nam bình thường không anh? Cái đó thì rõ ràng là nó rất là phổ biến. Mà nếu mà phạt thì chắc chắn là phạt không xuể. Bây giờ mà mình có thể bằng một cái quan sát rất là bình thường thôi thì mình nhìn thấy có thể hàng ngày có thể hàng triệu cái giao dịch liên quan tới cái việc mà đi đổi tiền tại các tiệm vàng. Nếu mà giờ ai cũng đi chăm chú và đi xử phạt từng cái đồng ngoại tệ như thế các tiệm vàng thì không có cái lực lượng nào mà đi xử phạt cho nên là xuể cái việc đó được cả. Cho nên là cái chắc chắn là cái quy định này là tôi nghĩ nó rất là bất cập mà cần phải điều chỉnh, tức là phải quy định một cái mức nào đó. Ví dụ như tối đa là bao nhiêu thì phạt bao nhiêu chuyển phạt hoặc là anh quy định cái anh chứng được cái mục đích đổi cho những cái người mà buôn bán ngoài đời chuyên nghiệp thì anh bắt đầu xử phạt. Còn đối với người dân mà ta đi đổi thông thường thì không nên xử phạt những cái trường hợp như vậy. Cho anh em thấy là có rất là nhiều người giống như họ làm chợ đen á, tức là ở những cái khu vực mà đông khách nước ngoài á
thì họ không có một cái tiệm nào cả. Họ nhiều khi họ đi bình thường ngoài đường vậy nè, họ đeo cái túi thôi, hoặc là họ ngồi trên một cái ghế đẩu nào đó. Em đã từng thấy những người như thế. Và khi họ thấy rằng mình có vẻ như là đang muốn đi đổi nào ngoài tệ đó, họ sẽ ngoắc vô đổ nhiều, đổi tiền đô hay tiền Úc hay tiền Canada đó, thì lúc đó họ sẽ quy đổi cho chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên với những cái người mà làm chợ đen như vậy đó, thì cái mức quy đổi chênh lệch đó nó sẽ rất là nhiều, bởi vì họ kiếm sống bằng cái điều đó. Dạ. Mà nếu như vậy thì cái điều đó rõ ràng là vi phạm pháp luật. Nếu mà những người mà đó là họ, tức là họ giao dịch cái đó để vì cái mục đích thương mại của họ, tức là vì cái lợi ích của họ, hoặc là vì cái đồng lời. Còn đối với người dân, người ta đổi để người ta tiêu xài thì giờ mình phạt cái đó là nó không có đúng. Mà hơn nữa là mình phân biệt được cái khái niệm ở đây là giờ họ mua bán hay là họ đổi. Mua bán tức là phải, đã gọi là mua bán thì phải có mục đích vì lợi nhuận, tức là sinh lời. Còn đây là tôi đổi để tôi tiêu dùng. Thì cái đó nó không có đúng, nó tức là nó không có đúng cái bản chất của quy định. Cái pháp luật cần điều chỉnh, cần hướng tới. Nếu như vậy thì phạt là lẽ ra phải phạt những cái chỗ mà đổi. Đúng rồi. Chứ không phải phạt cái người đi đổi chứ anh. Chính xác. Giống như cái anh ở Cần Thơ đó, anh có tờ 100 đô, bây giờ tôi muốn đổi qua tiền Việt tôi xài, chứ tôi cầm tờ này làm sao tôi mua bán gì được. Thành ra là tôi đến cái tiệm vàng đó, tôi đổi giùm tôi 2 triệu mấy đi, tôi cầm tiền Việt tôi xài. Thì nếu như mà phạt thì lẽ ra là phải phạt cái tiệm vàng đó thôi, chứ sao phạt luôn anh tới 90 triệu. Tại vì cái anh tiệm vàng á là anh, khi anh đăng ký kinh doanh là anh đã được pháp luật người ta giải thích cho anh được làm những cái gì và không được phép làm những cái gì. Cho nên nếu mà anh vẫn cố tình đổi thì người ta có quyền phạt anh. Cái đó là anh không thể nào chối cãi được. Còn mà cái việc mà anh đi phạt cái người dân mà ta không hiểu biết pháp luật thì nó vô lý quá, chắc chắn là quy định pháp luật nên có vấn đề. Sau vụ việc người dân đổi 100 đô la Mỹ bị phạt 90 triệu đồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cơ quan phía Nam tiếp cận kiểm tra hồ sơ vụ việc. Ông cho biết sau quá trình này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phía Nam sẽ tư vấn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang có kế hoạch sửa đổi về Nghị định 96/2014 trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Về phía người dân vi phạm, hiện đã làm đơn gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xin miễn nộp phạt 90 triệu đồng do hoàn cảnh quá khó khăn. Dạ thôi thì cũng mong ảnh cũng được cái gì đó để cho ảnh tiếp tục cuộc sống nó êm đẹp, chứ giờ tội nghiệp ảnh quá, giờ để bắt ảnh đóng phạt thì quá là đáng thương. Dạ mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp đến với canh chàng này. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu vậy chắc có lẽ là phải gọi điện hồi lại ông bạn. Ví dụ mà đổi 100 đô này để tối nay đi uống sinh tố lúa mạch á, cần phải xem lại. Dạ, còn nếu xuyên thôi, vô ngân hàng đổi cho nó yên tâm. Bởi vì bây giờ thì đó, luật pháp là luật pháp, mặc dù chúng ta thấy cũng có những cái điều bất cập, những cái điều nó cũng chưa có hợp tình, mặc dù là nó hợp lý. Dạ, cho nên thôi, để an toàn cho mình trước thì cứ chấp hành luật pháp trước cái đã, rồi khi nào mà luật pháp có những cái sự thay đổi thì lúc đó chúng ta sẽ tính sao. Dạ, em cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Hôm nay anh Hưng đã đến đây chia sẻ về cái câu chuyện này, một câu chuyện đang rất là nóng hiện nay, rất là được mọi người quan tâm. Để em cũng như là rất nhiều quý vị khán giả xem chương trình á thì có thể hiểu rõ hơn và có cách xử lý phù hợp nhất nếu như mình có tiền đô trong tay hoặc là bất kỳ một cái đồng ngoại tệ nào khác. Dạ, xin cảm ơn anh Hưng đã đến tham gia nha. Xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm để theo dõi chuyên mục Ghế Nóng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại chuyên mục lần sau nha.